Thưa sư phụ, con đã phát hiện ra đối tượng rồi ạ. Dạ thưa sư phụ, con cũng đã thấy đối tượng rồi ạ. Dạ, báo cáo sư phụ, con cũng đã thấy được đối tượng rồi ạ. Dạ, bây giờ bọn mình sẽ làm gì nữa đây sư phụ? Nó chính là hung thủ. Các con, nhào vô bắt nó cho thầy. Tất cả chuẩn bị mọi người vào vị trí. Tấn công! Con gà, mày chết, con gà. Tim mày, ôi trời, nó giết tim mày rồi. Nó giết tim mày rồi. Con gà, mày chết, con gà. Ôi trời, nó giết luôn rồi. Con gà. Trời ơi, mãi mới bắt nhốt được nó vào trong chuồng. Cái con gà này có bộ nó dữ thiệt luôn trời. Đây là cái con gà mà nó chùm chuồng trong chuồng mình luôn rồi đó. Còn một con vịt từ bé đến lớn phải solo với một con gà chứ bao giờ là khó khăn đến vậy. Con gà này nó có 6 muối, nó có 2 cái muối to đùng luôn là không. Trời ơi, con gà này nó 6 muối luôn mà. Trời ơi, cả đám ba đứa mình quýnh cực muốn chết luôn mới bắt được nó vào trong chuột. Ủa mà sư phụ ơi, con gà này nó làm gì sư phụ, mà sao sư phụ sai bọn con bắt nó lại vậy? Thôi mấy cái con gà này có gì đâu, sáng nay ta trồng củ cà rốt, trời trồng miết mấy năm liền, tự nhiên có được một củ nó chín thành công. Con gà này nó lướt qua, nó cặp mất cái củ cà rốt của ta. Nên là ta kêu mấy trời bắt nó nạy dùng ta thôi mà, tuổi già sức yếu sao giết con gà được. Trời ơi là trời, nó lấy của thầy có một củ cà rốt đó mà thầy bắt bọn em từ sáng tới giờ bỏ học đi bắt nó lại cho thầy. Trời ơi là trời, sao mà nhiệm vụ cho ninja gì đâu mà dễ quá vậy thầy. Trời ơi, em tưởng là phải làm cái gì cực khổ lắm, hóa ra chỉ là nhào vô bắt có một con gà. Trời ơi là trời, em tưởng là em học ninja là thầy phải cho em là đi gọi sao ta, đi đánh đi kiểu như là đi bảo vệ giám đốc, bảo vệ tổng thống, rồi bảo vệ chủ tịch nước hay cái gì đó. Tự nhiên thầy bắt bọn em học ninja cho đã vô, xong thầy bắt bọn em đi cái gì đâu, đi bắt mấy con gà, qué con gà này nhiều khi làm nồi lẩu ăn còn không no nữa đó. Kỳ quá, thầy cho bọn em cái nhiệm vụ gì đó ghê hơn đi thầy ơi, làm mấy cái nhiệm vụ đi bắt mấy con gà này có gì đâu vui. Trời ơi, mấy cái nhiệm vụ này nó đơn giản không à, các trò mới là học sinh tiểu học thôi, các trò phải làm nhiệm vụ đơn giản trước thì mới làm cái khó sau được chứ. Hay trò Phong muốn làm nhiệm vụ khó hơn thì thể hiện bản thân mình chứ gì. Được, ta sẽ cho trò một nhiệm vụ ngay bây giờ. Ủa thiệt hả thầy, trời ơi. Dạ, em muốn lắm. Thầy cho em một cái nhiệm vụ gì đó khó lên thầy, chẳng hạn như là bảo vệ tổng thống Obama hay là gì đó. Cái nhiệm vụ gì đó nó khó ơi là khó luôn á. Cái nhiệm vụ gì đó khó lên thầy. Ta có một nhiệm vụ cho con. Đó là con hãy mang cho ta quyển bí kíp nhẫn thuật này, mang sang làng nước cho ta ngay bây giờ. Dạ được. Trời ơi, tưởng là nhiệm vụ gì khó khăn quá, hóa ra là nhiệm vụ giao bí kíp thầy. Trời ơi, giao bí kíp. Trời, mấy cái quyển bí kíp này là mấy cái quyển có chút ác, em chỉ cần nhét nó vô trong người cái là em đi giao thôi, có gì đâu, làm như là cái gì ghê gớm lắm. Đâu thầy mang quyển bí kíp đây cho em xem coi. Dạ thầy ơi, cho em rút lại lời nói hồi nãy. Cái gì đâu mà cái quyển bí kíp nó bự dữ thầy, nó bự còn hơn cái người của em, không, nó bự bằng cái người của em luôn nè. Bây giờ em khinh cái quyển này đi, chắc em gãy xương sống em chết quá. Cái quyển bự gì đâu luôn á, đúng là nhiệm vụ cực kỳ khó luôn á trời. Ủa rồi vậy là em sẽ được đi cùng với lại Timmy với lại là Mr. Dịch đúng không thầy? Là ba bọn em sẽ khiêng quyển này đi đúng không? Khiêng trội ba người đi thì chuyện đơn giản rồi. Không được, cho phải đi một mình. Trời ơi, đúng là ếch chết tại mồm. Trời ơi, mình nói mình gáy to quá, mình nổ quá chi. Bây giờ thầy giao mình cái nhiệm vụ khó hay là khó luôn. Cái quyển bí kíp này chắc là nó nặng như cục tạ luôn anh em. Thôi cũng được, trời ơi, một mình em đi thì một mình em đi. Trời ơi, có gì đâu, game là dễ. Em sẽ trở thành là Hokage của ngôi làng này, cho nên là giao mấy cái quyển bí kíp là chuyện bình thường. Trời ơi, dễ ẹc à. Ok thầy, em về nhà em dọn đồ, em đi ngay. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng ra được khỏi làng rồi. Trời ơi, cái cánh cửa của ngôi làng mình nó lạ thiệt luôn anh em. Trời ơi là trời, giờ mới ra ngoài được. Thôi được rồi, bây giờ mình chỉ cần đem giao cái quyển bí kíp này cho làng nước nữa là coi như là mình có thể gọi là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Game là dễ. Thôi đi giao thôi. Lờ. Thôi đường đi đó. Cái gì? Ôi, lại thêm một cái phi tiêu nữa. Có cái thích khách. Người đang ở đâu? Tại sao lại ném phi tiêu vào người ta? Ủa đâu vậy? Đứng trên cây hả? Tên kia, mau xuống đây liền. Đây. Tên kia, tại sao ngươi lại tấn công ta? Ngươi là ai?
Tại sao tao lại tấn công ngươi hả? Tất nhiên là tao phải tấn công mày giờ. Trời ơi. Biết ta là ai chưa? Ngươi là ai? Thế này mình nói rồi mà biết ta. Mày, ta xin tự giới thiệu. Ta là sát thủ áo đen. Ta sát là đệ thủ áo đen. Ta là đệ tử cứng tay nhất của Ma Vương. Ma Vương? Ủa Ma Vương là ai? Ta chỉ quen với quỷ Vương chứ ta đâu biết Ma Vương lại đâu. Lỗi. Ma với quỷ Vương như nhau hết chứ, mà đuôi mà mày hay gọi thằng lằn á. Trời ơi. Ngay cả tên sư phụ của ngươi mà ngươi cũng không nhớ tên nữa. Xin giới thiệu với ngươi, ta chính là Phong Cận, ta chính là ninja của làng này. Ngươi muốn gì ở ta? Tại sao ngươi lại chặn đường ta phóng phi tiêu vào người ta? Hey, Phong Cận à, hôm nay có phải là ngươi nhận được một cái đời đề nghị là phải giao cái quyển bí kíp gì đó đó không? Đúng rồi, đây cái quyển bí kíp này nè, cái quyển bí kíp tôi đang cầm trên tay nè, đẹp không? Trời ơi, quyển lý kiếp mà nó to như cái bánh tét khổng lồ vậy đó. Trời ơi, thôi, ta nói cho ngươi biết nè. Cái gì là của ngươi sẽ là của ta. Mà cái gì là của ta sẽ là của ngươi. Ý lộn, sẽ là của ta. Ủa, ý ngươi là sao? Là ta sẽ lấy cái cuốn bí kiếp đó, giao đây. Bậy, cuốn bí kiếp này là cuốn bí kiếp của làng nước. Sư phụ kêu ta đi giao, ta không thể nào đưa cho ngươi được đâu. À, không thể, cái đất nghe là mình không đưa tao rồi. Tao sẽ tự lấy. Ôi, khoan đã, sư huynh à. Nè, một khi đã móc kiếm ra là coi như là tôi không có nhường nhịn nữa đâu nha. Đừng có nhiều lời, lôi cây 20cm của anh, lôi kiếm của người ra đi. Ok, rồi để ta xíu, rồi ta đặt quyển bí kiếp xuống đây đi. Ok, để quyển bí kiếp đây đi. Rồi, ta để quyển bí kiếp đây nè. Nếu như ngươi đánh thắng ta thì ta sẽ giao nó cho ngươi, còn nếu ngươi không đánh thắng ta thì nó sẽ là của ta. Ngươi hãy mau trốn đi đó. À, thích của ta hả? Hãy nhận lấy. À, sợ ngươi quá. Ê, nhào vô. Ê, chém ta hả? Chém ta nè. Chết đi. Hồi sinh. À. Trời ơi, ta với ngươi từ nãy giờ quýnh nhau cũng đã được 30 tiếng rồi. Từ nãy giờ quýnh nhau cũng được 30 tiếng luôn rồi. Hình như là qua 2 ngày rồi. Hai ngày hôm nay à? Mày không thấy mệt hả? Mệt chứ. Mà tại vì sao mà ngươi khỏe quá, quýnh ngươi cứ hồi sinh hoài à? Mệt con chết luôn. Thôi bây giờ tao đề nghị là kiếm cách khác đi. Đánh này đến sáng mai không hết quá. Giờ kiếm có nước mía hay cà phê gì uống, gọi mấy thằng tát ra ngồi nói chuyện như hai thằng đàn bà. Nói chuyện như hai thằng đàn ông đi. Thôi rồi. Cái gì mày thương lượng ngày mày đưa cũng biết kiếm tao rồi mày đi về, anh em bắt tay nhau vui vẻ gì vậy? Tao lao, không được. Bây giờ mày rủ tao đi uống cà phê, uống nước mía thì tao còn chịu. Còn mày kia tao giao cái quyển bí kíp này cho mày thì tao sẽ không giao đâu. Bởi vì quyển bí kíp này là của làng nước chứ không phải là của mày, tao không giao cho mày được. À, tao đã nhân nhượng rồi mày còn lớn tới hả mày? Mày muốn chết hả mày? Rồi sao? Muốn chết hả? Rồi sao? Làm gì tao? Ha, tao sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của quý vương đẹp trai. Làm gì làm rồi? À, ok, bây giờ nè, tao đã có một nhẫn thuật mà nguyên bí mà quỷ vương đã giao cho ta. Ngươi hãy chứng kiến đi. Ôi trời. Ngươi, ôi cái tên kia. Ngươi. Ngươi đã bị tao hút hết sức mạnh rồi. Không hết sức mạnh hả? Xạo. Thử cầm cái kiếm khua khua coi. Cái kiếm này, trời ơi, ngươi xạo gì? Hãy xem, hãy ăn cái phi tiêu của ta đây. Đỡ phi tiêu nè. Ủa cái gì vậy? Trời ơi, tôi lụm. Trời ơi, lụm đi bán gì trai. Ủa cái gì vậy? Ủa, trời phi tiêu nè. Trời phi tiêu. Trời ơi, gãi ngứa tao mày. Trời. Cái gì vậy? Ủa mọi người ơi, tại sao mình không trội nổi cái phi tiêu luôn anh em ơi. Trội nè. Thôi từng ngày đùa, nhiều rác quá rồi, lụm không hết, thôi dừng lại đi. Ngươi, tại sao ngươi dám lấy sức mạnh của ta hả? Mau trả lại sức mạnh cho ta. Trả lại hả? Tao giỡn với mày ngủ rồi. Mày là một đệ tử của quỷ dương như ta mà lại giỡn với mày hả? Game kết thúc tại đây được rồi. Màn đấu sẽ kết thúc tại đây được rồi. Hãy xem đi. Phân thân chi thuật. Trò chơi kết thúc rồi Phong Cận à. Người nói gì chứ? Ngươi biết ta là Phong Cận, vậy ngươi không biết được rằng ta là người có nhẫn thuật phân thân giỏi nhất ngôi làng này hả? Được rồi, hãy xem ta đây. Phân thân chi thuật. Ê! Đây là đầy một đống phân thân luôn nè. Tên kia, bây giờ là trận chiến đã bắt đầu rồi đây. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng hả? Đừng có nhiều lời, ngon thì tới. Nhào vô.